Tình hình COVID đang diễn ra hết sức phức tạp trên toàn cầu, đặc biệt là ở các nước Đông Nam Á đã trở thành tâm dịch mới. Ấn Độ đã ghi nhận 30,9 triệu ca nhiễm và hơn 410.000 ca tử vong. Mặc dù vẫn là vùng dịch lớn nhất châu Á, nhưng Ấn Độ đã có những dấu hiệu hạ nhiệt so với đỉnh dịch hồi tháng 5. Trong khi đó, Indonesia đang báo động từng ngày và hiện đang ở giai đoạn dịch bệnh tồi tệ nhất từ trước tới nay. Chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ thành nước có số ca mắc cao nhất châu Á, giờ đây Indonesia đã chạm lại tới cột mốc đáng sợ, vượt luôn Brazil, trở thành tâm dịch của thế giới. Indonesia ghi nhận kỷ lục 56.756 ca nhiễm mới, con số lớn nhất trong một nước được ghi nhận trên thế giới. Brazil đã giảm xuống dưới 53.000 ca mắc mới trong cùng ngày, theo Bloomberg. Tốc độ lây nhiễm COVID-19 ở Indonesia đang cao chưa từng thấy. Nước này đến lúc này ghi nhận hơn 2,79 triệu ca với 71.397 ca tử vong. Điều đáng nói, con số thực tế được cho là còn cao hơn thế nhiều vì những hạn chế trong xét nghiệm và truy vết ở quốc gia có số dân đông thứ tư thế giới này. Chính giới chức Indonesia cũng đã thừa nhận nước này đang trong kịch bản xấu nhất về dịch COVID-19. Hệ thống y tế của Indonesia đã quá tải suốt nhiều ngày qua. Không chỉ kín giường bệnh, thiếu oxy mà nước này cũng đang cạn kiệt nhiều loại thuốc phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Tình trạng thiếu nguồn cung oxy được ghi nhận ở hàng loạt bệnh viện. Số ca nhiễm tăng quá nhanh, các bệnh viện quá tải và phải lập các giường bệnh dã chiến ngoài bãi đỗ xe. Nhiều bệnh nhân chưa kịp tìm được suất nhập viện thì đã tử vong. Tỷ lệ tử vong trung bình do COVID-19 ở Indonesia là 3 người trên 1 triệu dân, trong khi Ấn Độ ghi nhận chưa đến 1 ca trên 1 triệu người. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng những số liệu này còn chưa tính đến tình trạng xét nghiệm và truy vết vẫn còn kém ở Indonesia. Tình hình ở Indonesia được nhiều người coi là vỡ trận. Vào một buổi chiều gần đây, 11 chiếc máy xúc miệt mài đào mộ mới tại một nghĩa trang ở thủ đô Jakarta. Xe cứu thương xếp hàng dài chờ dỡ quan tài xuống. Trong lúc đó, các gia đình đau buồn cầu nguyện. Giữa lúc những hàng bia mộ, hầu hết các cơ sở y tế điều trị COVID-19 hiện đều rơi vào tình trạng quá tải. Bệnh viện phải dựng lều tạm bên ngoài khuôn viên để chăm sóc cơ bản cho bệnh nhân. Một số người bị bệnh nặng thậm chí còn không được bệnh viện tiếp nhận. Các bác sĩ cho hay trong bối cảnh hệ thống y tế đang cực kỳ căng thẳng, nhiều bệnh nhân phải đợi đến lúc nguy kịch mới được chăm sóc y tế. Khi đó tình trạng bệnh thường là quá muộn. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Indonesia lại vỡ trận, dù tình hình COVID trước đó đã được kiểm soát? Liệu Indonesia có là bài học cho Việt Nam hay không? Nếu không kiểm soát tốt, tương lai Việt Nam có biến thành Indonesia thứ hai? Thứ nhất, do người dân ở đây chủ quan, giống như ở Ấn Độ. Giới chuyên gia cho rằng số ca mắc COVID-19 tại Indonesia liên tục tăng trong vài tuần qua là do hệ quả của kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr hồi tháng 5. Eid al-Fitr là lễ hội đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ Ramadan, năm nay rơi vào ngày 13-14 tháng 5. Theo truyền thống, hàng triệu người Hồi giáo ở Indonesia sẽ ăn lễ hội này bằng cách trở về quê nhà. Cuộc di cư ồ ạt này được gọi với cái tên Mudik. Khoảng 87% trong số 270 triệu dân Indonesia là người Hồi giáo. Với nhiều người sống ở các thành phố lớn, lễ hội Eid là cơ hội duy nhất để họ trở về quê nhà thăm gia đình. Vì thế, Eid là mùa lễ hội lớn nhất, bận rộn nhất với những người dân và nền kinh tế Indonesia. Năm 2019, hơn 18 triệu dân Indonesia đã trở về quê nhà trong thời gian nghỉ lễ. Các bạn hãy thử nghĩ xem, với hàng triệu người mang theo mầm bệnh di chuyển về quê thì hậu quả sẽ như thế nào? Và điều gì đến cũng phải đến. Chính phủ không thể ngăn được cuộc di dân khổng lồ này. Và mầm bệnh đã lây lan một cách khủng khiếp trong vòng 2 tháng qua. Kể từ khi kỳ nghỉ lễ diễn ra, Indonesia đã tự biến mình thành tâm dịch của thế giới. Ở Việt Nam chúng ta cũng có một bộ phận người dân chủ quan. Nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nhưng không tuân thủ đúng các yêu cầu phòng chống Covid. Và hiện tại, kể từ khi nghỉ lễ, dịch bệnh đã lây lan nhanh trong cộng đồng, mặc dù trước đó chúng ta đã làm rất tốt. Lý do thứ hai chính là sự xuất hiện của các biến thể mới nguy hiểm, trong đó có biến thể Delta. Các bạn có thể nhìn lại quá khứ chống dịch vào năm 2021 khi chưa xuất hiện các biến thể khác. Các nước ở châu Á như Việt Nam chúng ta sử dụng các biện pháp cách ly, truy vết, phong tỏa có thể chiến thắng Covid đến 3 lần. Ví dụ điển hình nhất như đợt bùng phát dịch ở thành phố Đà Nẵng, chúng ta đã đánh bại Covid và mở cửa du lịch trở lại. Khi cả thế giới phải vật lộn với Covid thì Việt Nam không khác gì thiên đường, và đó là câu chuyện của năm 2020. Nhưng các bạn có thể thấy, sang năm 2021,
khi virus COVID-19 liên tục biến thể và nâng cao khả năng lây nhiễm, kháng thuốc của mình, thì đó là chuyện khác. Hiện có 4 biến thể Alpha, Beta, Gamma và Delta đang hoành hành trên khắp thế giới. Tuy nhiên, WHO cảnh báo điều tồi tệ hơn có thể vẫn còn nằm ở phía trước bởi khả năng cao các biến chủng mới, nguy hiểm hơn xuất hiện và lây lan toàn cầu. Các nhà khoa học cho biết biến thể Delta không chỉ lây nhiễm nhanh hơn 70% so với thông thường mà còn khó kiểm soát và ngăn chặn hơn, khiến cho công tác chống dịch phức tạp hơn. Đó chính là nguyên nhân tại sao trong đợt dịch này, Việt Nam chúng ta áp dụng các biện pháp phong tỏa, truy vết, cách ly như trước mà hiệu quả ít hơn hẳn. Bởi vì biến thể mới đã khôn hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Nếu Việt Nam chúng ta không nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết và hơn hết mỗi người đều phải nâng cao ý thức của mình, thì mới không biến Việt Nam thành Indonesia. Trong lịch sử văn minh hiện đại, loài người chúng ta có thể chưa từng gặp bất kỳ con virus nào đáng sợ như vậy. Nó thông minh một cách đáng sợ, biết cách luồn lách tự nâng cấp bản thân để chống lại các biện pháp phòng dịch, chống lại thuốc trị bệnh của con người. Đã bao giờ bạn tự hỏi, liệu virus COVID-19 có phải do con người tạo ra và bị sổng chuồng như trong các bộ phim viễn tưởng? Mới đây trong chương trình truyền hình Sky News của người Úc, người dẫn chương trình đã công bố một tài liệu mật làm rúng động toàn cầu. Đây là tài liệu của các nhà khoa học quân sự Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bị lộ ra ngoài. Nội dung của tài liệu nhắc đến chuyện mấy nhà khoa học biến thái đã đề xuất việc khởi động lại chương trình nghiên cứu vũ khí sinh học như Corona và SARS từ 5 năm trước, tức là năm 2015. Nó cho thấy nguồn gốc bất bình thường của Corona là do nhân tạo chứ không phải là tự nhiên. Rõ ràng, có một kế hoạch đưa vũ khí sinh học nguy hiểm vào cộng đồng hẳn hoi chứ không phải vô tình dò dỉ như nhiều người vẫn nghĩ. Theo các nhà phân tích của Australia, dựa trên những tài liệu có được, thì thứ vũ khí sinh học đáng sợ này không chỉ tạo ra một cơn đại dịch như trận đại hồng thủy, nó còn làm tăng tỷ lệ tử vong lớn đến mức khó tin. Nếu như thành phố nào đen đủi bị virus tấn công, số người chết có thể lên tới 100.000 người. Chỉ cần 10% dân số nhập viện vì dính dịch, nền y tế ở đây sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Trường hợp vũ khí sinh học được sử dụng trong chiến tranh, nó sẽ tạo ra một nỗi sợ hãi vô hình cho các binh lính và khiến khả năng chiến đấu của họ trở về con số ấp. Lúc đó, bố có bảo cũng chẳng thằng nào dám cầm nổi súng mà chạy lông nhông. Dẫu biết rằng những con vi khuẩn chết người có thể đem đến những tác hại khủng khiếp, nhưng giới chức Trung Quốc đang xem xét việc sử dụng nhiều chủng corona khác nhau bên trong quân đội. Điều này giải thích lý do vì sao mầm bệnh được phóng thích ngẫu nhiên ra ngoài để phục vụ cho mục đích quân sự. Một điều kỳ lạ nữa là Trung Quốc sản xuất vaccine nhanh không tưởng. Có một điều lạ là sau khoảng thời gian đầu giả vờ lao đao khốn đốn thì không biết bằng cách thần thánh gì, Trung Quốc đã kiểm soát dịch bệnh rất tốt. Chỉ mới đây người ta mới biết được Trung Quốc đã xây dựng nhà máy sản xuất vaccine quy mô khủng, có thể làm ra khoảng 300 triệu liều vaccine một năm. Rất nhanh chóng nó đã thành công và đi vào hoạt động, cung cấp vaccine cho những nước xung quanh. Kết quả siêu tốc này làm người ta dấy lên nghi ngờ rằng chính Trung Quốc là người nắm được mã nguồn gen của virus corona. Nếu không phải như thế, thì làm sao tự chuyên gia của nó lại có khả năng tạo ra vaccine hiệu quả nhanh đến như vậy? Đang có quá nhiều nghi vấn Trung Quốc chính là thủ phạm làm sổng virus corona. Còn theo bạn thì sao? Hy vọng là các bạn hãy tuân thủ đúng các biện pháp phòng tránh COVID-19, tự bảo vệ cho mình và cộng đồng vì một Việt Nam chiến thắng đại dịch. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé!